Còn bây giờ thì mình sẽ Mà ăn không ăn được cái hơi phần quậy. tỉ bò. Thì cái tỉ bò này nó rất là béo luôn ha. Thì bình thường mình sẽ không có ăn, nhưng mà do hôm nay mình quay video thì mình sẽ ăn để chia sẻ cách ăn với cô chú anh chị em và các bạn. Thì cái phần tỉ bò này mình sẽ ăn với bánh mì đã nướng cho nó giòn giòn á, và ăn với một chút muối có tên là Vegon. Thì cái loại muối này nó là giống như muối mình hiểu đơm nôm na là giống như muối thiên nhiên đó mọi người, giống như từ ruộng muối á, thì nó rất là tốt và nó mắc hơn cái muối bình thường như muối hột trắng. Chào cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh My Paris cuộc sống Pháp. Thì hôm nay bà nội và cùng mình và hai đứa con sẽ đi Paris chơi mà không có ba ba, vì ba ba bận đi làm rồi. Thì bây giờ thì bốn người đã đi đến Paris, thì sau 20 phút thì mình đã đi đến Paris. Thì bây giờ mình phải bấm vé để mình đi ra ngoài. Thì hôm nay là ngày cuối tuần á, sáng thứ bảy á, nên là tàu cũng không có đông lắm, tại vì Paris là chủ yếu là ngày trong tuần người ta đi làm á, rất là đông luôn, với lại giờ này mình đi cũng không có đông lắm. Chứ còn mà nếu mà mình đi khoảng khoảng chừng 8-9 giờ rồi đó thì nó rất là đông luôn. Cho nên bây giờ mình đi lúc mà này là còn 11 giờ á, 11 giờ rưỡi á, nên là thấy hơi vắng ha. Lần nào mình đi đến Paris trời cũng đi với các con mình cũng bị mưa, nhớ lần trước mình video chia sẻ với mọi người á cũng trời mưa, bữa nay đi cũng trời mưa, lần lâu lâu đi mình đi Paris là bị mưa à. Như là trời thương mình hay sao á. Paris rất là đẹp luôn mọi người nha. Cái gì con, chỗ đó mình đi lên xe buýt 2 tầng đó. Còn chỗ xe buýt 2 tầng nó đang đậu là chỗ đó mình mua vé mình đi tham quan vòng quanh Paris đó. Thì hôm trước mình có đi và mình có quay một lần cho mọi người xem rồi. Thì khu vực này là quận 9 đó mọi người. Thì phía bên tay phải mình đó là cái hôm trước mình quay Noel Lafayette rồi mà cậu chỗ người có những cái hình nộm chỗ mà người ta mua sắm trung tâm thương mại nổi tiếng đó, thì bên tay phải mình. Còn bây giờ mình sẽ đi thẳng để đến một nơi mà mọi người sẽ rất ngạc nhiên. Mình sẽ đi đâu mình sẽ không tiết lộ đâu ha. Thì mọi người nếu mà yêu thích gia đình mình thì hãy cùng với gia đình mình đi coi xem gia đình mình đi tới đâu và coi xem có thú vị hay không ha. Thì Paris đây là nội ô nên nó rất là đông người và nó chật hẹp và nó rất là ồn luôn á. Bây giờ là giống như mình nói cuối tuần thì nó thảng thảng một chút, nhưng mà trong tuần á, thì nó rất là nó còn ồn hơn và nó còn đông người hơn nữa. Thì mỗi lần mình đi Paris về á, mình rất là mệt luôn á, tại nhìn đường nó rất là nó như là đường thì nhỏ mà xe thì nhiều rồi người thì đông á. Nói thì nói như vậy nhưng Paris rất là đẹp luôn mọi người, và mình rất thích Paris. Thỉnh thoảng mình vẫn đi hay đi Paris để mua sắm hay là đi chơi á. Thì còn một chút xíu nữa là mình tới nơi rồi, thì còn khoảng chừng 3 phút nữa là mình tới rồi. Thì đây là cái đoạn đường tới nơi, thì mình sẽ quay và chia sẻ cho cô chú anh chị em xem nội ô của Paris đẹp như thế nào ha. Thì ở trong nội ô thì người ta di chuyển chủ yếu là xe đạp, rồi nói chung là những cái phương tiện giao thông nó đơn giản, chứ người nào mà cần lắm mới xài sử dụng xe hơi, còn thường thì là xe đạp rồi hoặc là tàu điện ngầm đâu đó, chứ người ta sẽ không có chạy, chứ người ta không có chạy xe trong nội ô tại vì nó rất là kẹt xe đó, rất là mệt và mất thời gian. Thì đây là những chiếc xe đạp người ta để bên đường và người ta đã khóa cẩn thận, không khóa cẩn thận là mất nha mọi người. Paris giống như Sài Gòn vậy đó, không có phải hô để đó rồi không sao đâu ha. Thì và những cái cửa hàng bán đồ bên dọc đường này nè mọi người thì nó rất là đắt luôn, kể cả đồ trẻ con thì và cũng giá nó cũng không hề rẻ. Và cái bên này nó có một cái tiệm đồ giống như đồ cưới, đồ dạ hội gì đó, thì có một cái chiếc đầm này giá nó cũng không hề rẻ, gần cả 100 triệu một cái đó mọi người.
Còn kế bên đây là bưu điện và xa xa đó là cái nơi mình muốn đến. Ba ba đi con chạy lại đi. Ba ba đứng nó chạy. Chạy lên ba ba đi con. À, chạy lại giỏi quá. Có chừng té nha con. Ở nay trời mưa là đòi đòi mang đôi giày ủng đi. Không chịu mang giày đôi giày thấy xấu quá trời mà đòi mang. Hôm nay bệnh mà gắng đi con bé bệnh mà gắng đi chơi. Bà nội lên nhà hàng của ông xã mình ăn. Còn bây giờ thì mình đã đến nhà hàng rồi. Thì trước khi vào bên trong thì mình sẽ quay bên ngoài cho cô chú anh chị em và các bạn xem. Thì ở bên ngoài này thì có một cái bảng để mà mình ghi cái thực đơn á, và cái giá tiền để cho ai muốn vào ăn thì người ta biết giá mọi người. Thì và còn ở bên đây thì có cái bàn và hai cái ghế để bên ngoài. Nhưng trời mùa đông thế này thì người ta cũng không có ngồi bên ngoài ha, vì rất là lạnh luôn. Nên là bây giờ mình sẽ đưa mọi người vào bên trong. Thì nhà hàng này á, có đây cách đây khoảng 50 năm rồi nha mọi người. Và cái những cái trang trí ở cái nhà hàng này á, thì mình của nhà hàng của ông xã mình á, cũng rất là đặc biệt luôn á. Thì mọi người cùng theo dõi video của mình nhé. Thì bên trong này á, thì cái gì nó cũng rất là cổ, mặc tại vì cũng muốn giữ lại những cái nét cổ kính á, chứ cũng không có phải là mình không muốn thay. Thì những cái chiếc ghế hay những chiếc bàn đều rất là nhỏ nhắn và xinh xắn. Còn thì nhà hàng sẽ mở cửa vào lúc 12 giờ, và cho dù khách có đến trước 12 giờ thì mình cũng không có nhận. Và trước khi mở cửa thì mình cũng đã chuẩn bị bàn ghế cho thật ngăn nắp rồi mình mới mở cửa nha mọi người. Sao bác mang riết? Con đi kiếm ba ba hả? Con mắc cỡ hả? Bây giờ mình sẽ đi một vòng, mình quay sơ cho cô chú anh chị em và các bạn xem ha. Thì đây là những cái bức hình mà ông xã mình đi qua Việt Nam á, rồi đem về rồi dán ở đó. Rồi ở đây là những cái rổ bánh mì á, mình đã cắt sẵn để hồi mà khách có tới á, rồi mình sẽ có sẵn, chứ không phải khách tới mình đứng đó mình cắt thì nó sẽ rất là mất thời gian. Còn trên đây là những cái danh thiếp á mọi người, danh thiếp mà của những khách đến ăn á, từ rất là lâu rồi, chừng khi để mà khi nào mà nó rụng xuống thôi, chứ còn mình không có gỡ xuống. Nên là rất rất là nhiều danh thiếp ở trong cái nhà hàng của ông xã mình, không biết bao nhiêu là danh thiếp luôn á, tại vì ai đến mà có muốn dán là mình cứ dán thôi, thì mình cứ để vậy hoài đó. Và với cái cách trang trí như thế này thì nó đã có từ rất lâu rồi, chứ không phải từ lúc ông xã mình mua lại cái nhà hàng. Thì đã có từ, tại vì cái nhà hàng này nó có cách đây 50 năm á, thì của ông bà chủ trước á, người ta đã là như vậy rồi, thì mình vẫn cứ giữ như vậy, giống như mình giữ cái nét truyền thống riêng á. Thì nhà hàng này á, là đã được đài truyền hình của Pháp đã đến, cũng đã từng quay ở đây, và đài truyền hình Mỹ cũng có đến quay, và vừa mấy ngày hôm qua thì cũng có đài truyền hình của Hàn Quốc cũng đến quay. Thì mình cũng xin nói thêm là cái nhà hàng của ông xã mình đó là rất là thu hút khách Nhật, với lại thường là khách Nhật người ta đến rất là nhiều luôn, và Hàn Quốc đồ đó. Nói chung ở đây thì cũng có đôi lần người Việt mình cũng có đến ăn á, qua bên Pháp mình đi chơi, rồi hoặc là có người ta đi chơi á, người ta cũng có đến ăn, nhưng mà thường là khách Nhật rất là nhiều luôn á, và người ta rất là thích cái ăn cái món gọi là món fufu của nhà hàng ông xã mình. Và nói chung là nó rất là, cái nhà hàng của ông xã mình nó được rất là, nó thứ nhất là nó từ rất lâu đời, được nhiều người biết đến đó. Rồi rồi duy trì cho đến bây giờ thì người ta chắc là người ta du khách, người ta chắc thứ nhất là người ta truyền miệng với nhau, rồi người ta không biết như thế nào á, nhưng mà khách nước ngoài á, người ta đến rất là nhiều luôn á. Đương nhiên là khách Tây là cũng có nha mọi người. Thì đây là những cái danh thiếp nè, người ta dán lên đây rất là nhiều luôn, đến không biết bao nhiêu mà nói luôn á. Thì ở trên bàn ở trong cái trên bàn trong nhà hàng của ông xã mình á. Ông xã mình nó lấy bánh mì, tại mấy đứa nhà mình nó thích ăn khô tôm. Oui, maman.
Quý là con gái mình nó thích ăn cái gu bánh mì á, nên ông xã mình nó để nhiều gu bánh mì vô nè để khỏi dành lộn. Trên bàn thì lúc nào cũng có chơi rượu ha, chơi rượu để tên của nhà hàng đó, thì rượu vừa đắp đặt trên chân của nhà hàng này là để cái tên của nhà hàng ở trên đấy ha. Ở bên đây là có cái keo keo dưa chuột chua mọi người đó. Đây dưa chua rồi muối ha, muối hộp với muối với tiêu ha, lúc nào cũng có. Đây là mù tạt ha, mù tạt này nó rất là nồng nha mọi người. Đây mù tạt này, khăn thì sẽ là cái này là phong cách của nhà hàng ông xã mình, là lúc nào bông cũng như vậy. Đây là thường thì một cái ăn khai vị thì sẽ có hai miếng, mà nhà mình thì ăn ít đó, nên ông xã mình lấy một phần cho bốn người. Ngon không con? Ela ngon không? Ela nó Maris ngon không con? Ngon rồi, ăn đi con. Giỏi quá, đẹp nè, chụp hình cho mình cái cười đấy, cái cười cái Maris đi la. Và là ăn đi con, ăn đi. Rồi, để uống nước bơm ha. Cái này là ta terin, là giống như là ba tê vậy đó mọi người, cũng giống vậy đó. Nhưng mà cái này là nhà hàng làm chứ không có đặt mua nha, cái gì cũng nhà hàng nấu hết. Un sandwich. Ou tu fais comme ça. Comme tu veux ma chérie, tu fais comme tu veux. Bây giờ mình sẽ bỏ bánh mì, mình bỏ pate vô chính giữa. Quay. Bỏ pate với một cái mình muốn ăn cái dưa leo chua thì mình bỏ, còn muốn ăn thì thôi. Vậy đó. Đó, vậy là mình ăn thôi. Cái mặt bàn này á với cái khăn này là giống như là mấy chục năm nay luôn. Nếu như mình hư thì mình cũng đổi, nhưng mọi người mình cũng mua cái khác, nhưng mà chỉ mua một cái loại caro như thế này, đó là giống như là đặc trưng của cái nhà ông xã mình, nó thì cứ màu đỏ màu trắng như thế này nè. Chứ khi nào mình thì khi nào ăn xong á thì nhà hàng sẽ dọn mấy cái này xuống và sẽ giặt và sẽ thay mặt bằng khác lên. Khăn ăn được cũng vậy, mình sẽ giặt cái mà mình sấy thật là nóng để cho nó tẩy trùng rồi đó mọi người. Đây là giá rất là nhiều của rất nhiều người đến ăn, rất là đặc trưng luôn ha. Mình nghĩ là chỉ có nhà ông xã mình mới dán mấy cái này, giống như là trang trí, giống như là người ta rất là thích thú để dán những cái card visit của người ta ở lên cái nhà hàng mà người ta đến ăn. Hôm nay thì hai con gái mình lên nhà hàng của ba làm thực khách nên cũng có vẻ rất là e dè và cũng rất là ngại ngùng. Thì còn cái món mà hai đứa con gái mình đang ăn có tên là Ashi Bamonche. Thì cái món này ai ở bên Pháp thì cũng đều biết cái món này ha. Thì đó là một cái loại khoai tây mình nướng với lại thịt bò, mà cái loại ở nhà hàng của ông xã mình thì nó rất là đặc biệt, đó là nướng với thịt bò mà poutoufeu á mọi người, chứ không phải là thịt bò bằm như bình thường, mà nó nên nó rất là đặc biệt và nó gọi nói chung là giống như đặc trưng của nhà hàng của ông xã mình đó. Thì còn bây giờ là cái dĩa này gọi là poutoufeu ha. Thì cái món này vô cùng thu hút, gọi là hay là những cái khách du lịch đến á, nhất là khách Nhật và khách Hàn á, đến người ta đều gọi cái món này để người ta ăn, tại vì người ta rất là mê luôn á. Thì cái món này kể cả người Tây người ta cũng thích nữa. Thì người ta chỉ ăn cái món này vào mùa xe lạnh, thì vào mùa đông á thì nhà hàng của ông xã mình rất là đắt luôn. Thì cái dĩa này trong cái dĩa này á thì và cái dĩa bánh mì nướng này thì mình sẽ ăn với tỉ bò. Thì mình sẽ nói lại cái dĩa này ha, thì cái dĩa này nó có giá là 23 đồng và tương đương cỡ 500.000 của Việt Nam mình á. Thì trong dĩa này nó có hành bô nè, có bắp cải nè, rồi có cà rốt, khoai tây và nave là giống như củ cải trắng tròn tròn á mọi người. Thì một miếng tủy bò và hai miếng thịt bò ha. Thì ăn với kèm với lại chấm với lại mù tạt nồng á, thì ai không ăn được mù tạt nồng này thì cũng không có sao. Còn bây giờ thì mình sẽ ăn tỉ bò. Thì bình thường mình cũng sẽ không ăn cái tỉ bò này đâu, tại vì nó rất là béo luôn á, nên là mình không có ăn. Mà hôm nay là do quay video á, nên là mình ăn để chia sẻ cách ăn với ông bà cô chú. Thì tỉ bò này mình sẽ ăn với bánh mì nướng
và một chút muối gallon á mọi người. Thì muối này nó là giống như là muối thiên nhiên chưa qua chế biến lại á, nên muối này nó rất là tốt và ăn rất là ngon. Thì sau khi ăn xong rồi thì mình sẽ ăn tráng miệng. Và đây là phần tráng miệng của mình, nó có tên là tạc ta tăng. Thì đây là một cái loại bánh cũng rất là ngon và rất là mình đã ăn, không phải mình khen nhà hàng ông xã mình, nhưng mà mình cũng đã đi rất là nhiều nhà hàng, mình cũng đã ăn thử rồi. Nhưng mình thấy cái chỗ cái bánh tạc ta tăng ở nhà hàng ông xã mình nó rất là ngon luôn á mọi người. Thì cái bánh này mình có thể ăn với kem fresh giống như trong cái chén này ha. Thì mình để về cho mọi người biết thôi, chứ mình không có ăn tại nó hơi béo á, mình cũng không có ăn được. Thì đây là kem này thì của con gái mình, nó kem nó với chế lê á, nó có người ta làm kem với lê trong đó đó. Còn đây là mousse sô cô la, thì đây là một cái loại sô cô la mà người ta đánh với trứng cho nó bông lên đó mọi người, thì cũng là do nhà hàng làm luôn ha. Còn kem thì mình đặt chứ còn không có làm được. Thì còn cái tạc ta tăng này nè, là từ bên đây là cái kem brulee, thì cũng là do nhà hàng làm luôn. Thì bà nội là đang ăn cái kem brulee này, còn mình thì ăn cái món kia. Thì cái tạc ta tăng này á, mình sẽ nói lại một chút, là làm từ pom á, và cái miếng bột á là cũng do nhà hàng làm luôn chứ không có mua sẵn giống như mình hay làm bánh ở nhà đó mọi người, là mình mua về mình làm ha. Còn cái miếng bột này là do nhà hàng làm luôn. Nói chung tất cả những món ăn ở nhà hàng đều là do tự thợ nấu ở nhà hàng làm chứ không có mua, chứ không có đặt ai hết trơn á. Còn bây giờ thì mình mời cô chú anh chị em và các bạn cùng thưởng thức món bánh tráng miệng mà mình rất yêu thích. Thì bây giờ mình mời cô chú anh chị em cùng thưởng thức với mình nha. Bé Út mình nó bị ho nên mình kêu đeo khẩu trang, tại vì bàn nó rất là gần nhau luôn á, mình sợ làm phiền người khác nên mình kêu sau khi ăn xong thì con đeo khẩu trang lên. Còn cái chuông này nè, thì khi nào mà có ai mà cho tiền bo, tiền tip á, thì mình sẽ rung một cái chuông nhẹ lên để giống như là mình cảm ơn người ta đã cho tiền bo mọi người. Thì hôm nay mình đã chia sẻ với cô chú anh chị em và các bạn về cái món ăn truyền thống của người Pháp và cái nhà hàng được rất rất là nhiều khách du lịch đến để thưởng thức món ăn truyền thống của người Pháp. Và cũng như mình xin nhắc lại là đã rất được mấy đài truyền hình đến để quay luôn á. Thì mình chia sẻ đến cô chú anh chị em và các bạn biết đến, để nếu mà có dịp mà đến Pháp á, thì đến Paris thì ghé qua để mình thưởng thức cái món ăn truyền thống của người Pháp cho biết á mọi người. Thì còn bây giờ thì mình sẽ đi, đang chuẩn bị đi về đó. Thì ở dưới đây á, là cái chỗ mình để lên tàu á, thì trước khi lên tàu thì ở khu bên ngoài này nè, nó có bán rất là nhiều cửa hàng đủ thứ hết trơn á, mỹ phẩm rồi này kia nọ, hoặc là nhiều lắm. Thì ở đây là cái cửa hàng bán sách, bán tay phone, bán ốp lưng điện thoại, bán đủ thứ á, thì bán sách vở rồi nè. Thì bà nội đã muốn vào bên đây để tìm một cái viết để cho con gái lớn mình á tìm mua mà không có, nên bây giờ bà nội và ba mẹ con mình sẽ đi về. Thì trên đường về thì mình sẽ ghé, trước khi tới nhà thì mình sẽ ghé hai trạm trước nữa để cho bà nội mua một ít đồ bà nội cần á. Thì sẵn đó thì mình sẽ cho các con đi dạo, có cũng có một chỗ chơi á, nên mình sẽ cho các con chơi một chút xíu luôn. Thì các con mình nó rất là thích chơi cái manege. Thì mình có cái quy định là mỗi bé vậy sẽ được chơi 2 vòng, và khi đến hết 2 vòng đó thì sẽ không có được đòi hỏi thêm nữa. Đi con, đi qua đây. Mai Lisa, đừng đợi mẹ đi với con, đi. Con đi đâu, con muốn đi đâu? Con muốn cái gì con? Mẹ đi lẻ quá không? À mẹ đi lẻ quá thôi, vậy quay lại. Đâu nào? Đẹp lắm.
thì chỗ đối diện cái trò chơi vừa rồi á, thì nó có một cái cửa hàng bán đồ chơi rất là lớn luôn. Nên là mình đã dẫn hai đứa con vào đây cho các con đi dạo coi đồ chơi chơi, và cũng chờ bà nội đi mua đồ á. Thì mình hẹn bà nội ở cái chỗ này cho nó dễ á, tại chợ chị nó lớn lắm á mọi người, mình đi lung tung thì sẽ không có dễ tìm á. Nên là dẫn cho các con vào đây cho nó ngắm nhìn chơi, lớn lắm mọi người, cái gì cũng thấy cũng có bán hết trơn luôn á. Thì bé Út mình nó thấy cái gì nó cũng chỉ hết trơn á, nhưng mà thật ra thì các bé mình có cũng ít có chơi đồ chơi lắm, nên là mình cũng không có mua nữa, tại vì dẫn vào đây cho các bé chơi cho vui thôi chứ còn mình không có mua. Và gia đình mình chỉ mua đồ chơi và những cái món đồ mà các con yêu thích á, thì sẽ chờ đến sinh nhật hoặc là Noel thì các con sẽ được chọn những cái món quà mà mình yêu thích. Và hai đứa con mình nó cũng biết là đến những cái dịp như vậy nó mới có quà thôi. Còn bây giờ thì chỉ vào ngắm nhìn thôi. Đi từ hồi sớm đến giờ là cũng khá là lâu luôn á. Bây giờ cũng đã 3 giờ chiều rồi mà còn phải nửa tiếng nữa mới tới nhà. Nên mà trời mùa đông á, thì trời tối rất là sớm và cũng khá là lạnh á, nên mình sẽ tranh thủ đi về. Nên là mình coi như là bà nội là muốn lần này về Paris đó là cũng muốn lâu lắm rồi. Bà nội không có lên nhà hàng của ông xã mình ăn á, nên bà nội nói là chuyến này là muốn lên nhà hàng của ông xã ăn. Nên là mình đã chiều lòng bà nội là cả nhà ba mẹ con với bà nội lên ăn cho bà nội vui á. Thì đến đây thì mình cũng sẵn rồi mình giới thiệu với cô chú anh chị em về cái nhà hàng của ông xã mình luôn. Và cũng như là lần đầu tiên mình đến một cái nhà hàng mà mình được quay thoải mái như vậy luôn mà không có ngại luôn á. Tại vì ở bên Pháp á, mình rất là sợ. Tại vì có những cái chỗ người ta không có cho mình quay và người ta cũng không thích mình quay nữa. Nên mình không biết cái chỗ nào, không biết nhà hàng nào mà cho mình quay, không biết nhà hàng nào mà không cho mình quay á. Mà thường thì người Pháp người ta không có thích mà cầm máy mình quay. Thế nên mình hiếm khi mình... hiếm khi mình quay lắm, nên là chỉ có lần đầu tiên và đây là cái nhà hàng duy nhất mình có thể tự do thoải mái, mình muốn quay như thế nào cũng được. Tại vì mình hồi nãy mình quay không có chi tiết lắm là do tới giờ á, mà mùa đông á, nên là khách vào rất là đông, mình không có dám làm phiền á khách, mình phải tôn trọng á, nên mình cũng hơi ngại chút xíu, chứ còn mà phải mình đi sớm chút á là mình quay rất là dễ luôn á. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt cô chú anh chị em và các bạn. Cảm ơn mọi người đã luôn dành thời gian để xem video và ủng hộ gia đình mình. Xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye!